đã giàu lại được tiếng sang, đã nghèo thì lại phải mang tiếng hèn. Mình ơi, tôi nộp thuế xong rồi đó Mình ạ. Mà này, hết ghiên treo bạc thế. Chi mà lắm rồi á. Thuế nhà ta tôi tính khoảng 600-700 chứ đó thôi. Thì mình thấy chưa, nhà mình là mình hơn mẫu đất. Mà thực ra á, thuế nhà mình thì cũng tính hết có hơn 400 thôi. Nhưng mà này, tiền thủy lợi này, rồi là tiền an ninh bảo vệ này, tiền nước này, rồi tiền an ninh quốc phòng của nhà nước nữa đó Mình ạ. Đã an ninh còn bảo vệ chứ nữa. Mình thấy chưa, an ninh là an ninh quốc phòng của nhà nước, bảo vệ đấy là bảo vệ ruộng đồng hóa màu. Anh hãy thật đấy. Tôi tính cho mẹ mới hay. 2 tấn thóc của nhà ta trừ đầu vào đầu ra là lỗ vốn. Nếu như cái chuyến về cây lúa là tụng thiểu, ngày càng tụng thiểu, có lẽ ta phải chuyển sang làm vạc mẹ mẹ. Cái gì á? Làm vạc á? Làm vạc. Thôi, vạc thì anh đi mà vạc chứ tôi không vạc được mà. Không, đây không phải là bốc vác mà làm VAC, làm vườn, thả cá, chăn nuôi. Đấy là một kế hoạch tuyệt vời này. Lợn thì nuôi cây, mà cây thì nuôi cá, mà còn cá hành lì nuôi con người. Có lẽ ta phải chặt cái vườn tạp ta làm đấy mẹ. Thôi 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 thôi, anh đừng có lỏng chuyện. Vốn chẳng có một đồng chăn nuôi đà, mấy lần thua trắng tay mấy bần, trắng tay rồi mấy bần. Chứ vườn cây cổ thụ cha cho, lộc cây trao để hướng đăng tháng ngày. Anh đem chặt phá linh tinh, rằng anh không sợ phải mang tiếng đời. Thì ra đấy là hương hỏa. Tôi là rể, không được chạm vô chơi gì. Có ai phân biệt rú rể không? Có lèo nhèo ấy. Nếu như là quyền ấy, thì tôi sẽ chặt, tôi phá hết. Tôi không cho chặt. Không nhất trí à? Vợ chồng mà không nhất trí á, ắt là gây bí cho mình. Vợ chồng mà chẳng thuần tình, ắt gia đình đổ vỡ. Có chuyện chi mà to tiếng được chi rảnh ơi? Không có chuyện chi mô. Đó nè, hơi một tí là tiếng to, hơi một tí là ly dị. Mà này, thấy cái thứ ly dị, đừng có mà dọa, tôi không hài mô. Quen đi. Tôi nói cho cô hay này, gây có công thì chồng chẳng phụ, phần làm rể cùng siêng năng cùng lo toan, nhưng chịu nhiều khổ cực. Quyết chí mặn ăn mà không gặp thời gặp vận, cố cứ cán ngăn thì đành phải chia ly. Hạnh phúc mà chi khi xoay gió đổi chiều, bao toan tình chứ khi bàn bạc. Cô lấy phần quyền cày công hầm của, đầy nghiện chua ngoa gạt bỏ tình chung. Cày của cày công anh nói vô tình, tôi đâu dám so đo hờm công hờm của. Nhưng tôi thấy anh ngày càng thay đổi, ăn nói cộc cằn ngang bướng như cua. Vừa nói ai như cua? Tôi như cua hay là lão vừa thôi? Nếu không ở được với nhau á thì ly dị. Trời ơi, vợ chồng ăn ở với nhau ngần này năm trời rồi mà vẫn cứ cái điệp khúc nữa thì không đụng được với nhau thì có lẽ... Cô định gọi điện cho ai? Gọi điện anh em Hoàng nhà cô đến đây mà áp đảo tôi à? Quên đi. Chào anh chị.
Anh chị phải bình tĩnh. Lý gì là giải pháp giải thoát cho vợ chồng, nhưng là vực thẳm cho con cái đấy ạ. Chuyển gia đình túi ạ, có lẽ phải ra tòa chứ. Không cần anh chị can thiệp mà. Ấy, răng anh lại nói rứa ấy. Chúng ta sống á là phải có xóm làng, có anh em chứ. Người ta có câu bạn anh em xa, mua láng giềng gần. Vì lì chúng tôi á được ban hòa giải phân công đến đây để giải quyết cái sự việc căng thẳng của gia đình anh chị khi chị Nha gọi điện lên ủy ban. Túi với chị Hương đây là hòa giải viên của thôn mình. Nhìn gia đình anh chị trước dư ai cũng cho là hạnh phúc. Ý mà hạnh phúc chi chú? Cái cảnh làm rề như chó chuối gầm tràn hạnh phúc chi? Thì xưa nay có ai thì nạt chi mô quyền bình đẳng, chẳng lấy độc mồm mà rửa. Đã mười năm có chi là nặng nhẹ, giữ bàn đến mân ăn lại tiếng bất tiếng chi. Tôi đâu dám nói nắng để anh giận dữ. Gia đình ta chưa thuận vợ thuận chồng, đâu hợm của cây công bởi vì gia sản. Anh chỉ nên bàn bạc cho ra lẻ, nó thì mất ngon, dần thì mất khôn đấy ạ. À, lẻ vì chẳng, màu vì mực, mực cơm anh đi. Khôn vì ngoan chi? Đúng là khôn nhà dài chợ, trong nhà cho tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Anh chị à, làm cái chí cũng phải thuần vợ, thuần chồng. Ông cha ta có câu thuần vợ, thuần chồng, tát biển đông cùng ở cạn. Đã là vợ chồng thì khi nhàn khi ở nông, trong làm ăn có khi rủi khi may, chỉ có điều là phải sống cho thuần hoa. Khi bị bách chị Nha gọi điện đến bán hoa giải là hợp lý đấy anh ạ. À, với lại túi với chị Hương đấy cũng đều là xóm riêng với anh chị, chúng ta tối lửa tắt đèn có nhau mà anh. Cái khó thì là cái khôn. Theo tôi thì vợ chồng nên bàn bạc kỹ rồi làm. Với chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì theo nghị quyết 90 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì các mô hình xây dựng hợp tác xã hay trang trại đều có sự giúp đỡ. Gia đình ta nên làm, các cấp đều khuyến khích đấy ạ. À, à, còn về cái vấn đề vườn tược á, thì anh ơi, theo chúng tôi á, chị Nha không có ý là phân biệt của cho, của để. Nhưng mà chị ạ, à, theo điều 33 của luật hôn nhân gia đình vào năm 2014 á, quy định á, tài sản chung của vợ chồng là tài sản do chồng vợ tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh hóa lời lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân. Nên á, anh nhà đấy á, có cái ý phá cái vân tạp để làm cái vân mẫu là vừa hợp tình lại hợp lý nữa đấy, hợp lý nữa đấy chị ạ. À, chỉ có điều á là vợ chồng anh chị mà cần phải bàn bạc thật kỹ trước khi đi đến thống nhất. Nhưng mà anh ấy có khi mô giải thích rõ ràng chí với tôi mô. Hơi một tí là tiếng to, hơi tí là lì gì thế. Tôi thì nỏ xó đo chứ cái chuyện vườn đất. Thật vì kinh tế khó khăn, nhiều khi vợ chồng hắn có cái tiếng bất tiếng chi vậy đó. Nói vậy thôi, chứ theo khoản 3 điều 51 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 á, thì chồng không có quyền được yêu cầu ly hôn trong trường hợp á, vợ đang mang thai này, sinh con này, hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Vì thế anh chưa có quyền được yêu cầu ly gì chị Nha đâu. Đó, thấy chứ. Theo điều 17 của luật hôn nhân và gia đình thì vợ chồng quyền bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong công việc trong gia đình và trong việc thực hiện các quyền nghĩa vụ của công dân được quy định trong hiến pháp đó anh chị ạ. Dạ, vì cũng vì cái tính tự ái với cái tôi hơi cao nên nhiều khi cũng hơi hồ đồ. Không, không phải cảm ơn chúng tôi. Đây là trách nhiệm của những người làm công tác hòa giải cơ sở. Hơn nữa, vì tình làng nghĩa xóm, chúng ta phải đồng sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn văn hóa văn minh, xứng danh xã đạt chuẩn nông thôn mới, sống và làm theo pháp luật. Vui ân hoan ta hát lên bài ca, hát mừng đất nước, mừng quê ta đẹp xa.